tiền xưa khá là nhiều. Nói chung ở trong cái mớ này thì rất là nhiều nha cả nhà. Đây. Đây đấy, rất là nhiều mẫu, rất là nhiều loại. Còn ngàn đỏ nữa. Rồi, hello, xin chào tất cả mọi người. Bữa nay Tèo giới thiệu cho cả nhà một bộ tiền 1955 lần 2, 450. Thì cái bộ này thì nói chung là cũng quay khá là nhiều lần. Cái tờ này nó bị va ở trên. Đây, tờ này nó hơi bị xấu ha. Nè, dán chút xíu nè. Tờ này thường thường ta bán 40. Rồi, tiếp theo tờ này 70k. Rồi, tờ hơi cũ 120k. Đấy, trọn bộ 450 thấy luôn ship. Rồi bộ tiếp theo 1976, giờ cái bộ này gồm có 5 hào 50k một tờ. Rồi tính tờ này hơi cũ chút xíu, thường thường tài bán 50.000 ha, tờ này cũng 50.000. rồi tờ này hơi cũ 120, mới lộn 100. Rồi tờ này 70. Tiếp đến theo 50 đồng. Tờ này thì nó hơi bị gấp nặng thôi, với lại có lỗ kim, lỗ nhỏ thôi, lỗ nhỏ do nó bị gấp nè. 60k một tờ. Đấy, anh em có thể mua trọn bộ này cũng được, tự cộng tiền và nhớ cộng 30.000 tiền ship cho Tèo ha. Ship hàng toàn quốc, được kiểm tra hàng trước khi nhận cho nên anh em đặt hàng thoải mái ha. Rồi, tiếp theo là bộ 1980. Nó luôn cái tờ 30 đồng 1981 luôn. Thôi để quay qua tờ 1980 đi, lát nữa 30 đồng 81 với 85 thì Tèo sẽ quay cho anh em xem. Thì hai đồng này thì Tèo bán hiện tại là có 20.000 một tờ, 10 đồng 30k một tờ, nhà sàn của cụ Hồ ha. Rồi tiếp theo là 100 đồng. Thì cái bộ 1980 này nó gồm có chỉ có 4 tờ thôi. Cái tờ 30 đồng này năm 81 thì nó cũng chung cái cùng thời vẫn sử dụng ha. Tờ 30 đồng 1981 Tèo bán tới 400 lần ha. Nhưng mà cái tờ 100 đồng có 80.000 thôi, được ép bảo quản sẵn rồi. Anh em về mở ra kiểm tra hàng, bỏ vô album chơi cũng được, không cần phải hàng ha. Những cái tờ này chưa hàng nè, tờ 30 đồng với tờ 100 đồng hàng rồi. Mà cái giá nó cũng hơi bị cao chút xíu. Rồi tiếp theo là bộ thú 1972. Riêng cái tờ 200 đồng này á, đây 200 đồng này thì nó hơi bị xấu chút xíu thôi. Thường á, những cái loại 200 đồng thì tài quán tới 180.000. Nhưng ở những cái tờ này thì tài quán 160.000 ha. 160k. Nó hơi bị xấu hơn những cái tờ mới chút xíu. Đây, hơi xấu ha. Ở những cái tờ mới hơn chút xíu nữa nhưng mà nó cũng bị gấp hết rồi. Không có tờ nào nguyên hết. Rồi đến tờ hổ 1972, những cái mẫu hổ này bóng chìm hình cô gái ha. Bộ thú là bóng chìm hình cô gái hết và có cái kim bảo an ở giữa. Đó. Những cái bộ 1972 này tờ nào cũng có hết. Những cái tờ này thì tài bán tới 100 nè. Rồi đến voi, voi hồng thì tài bán 50. Đây, 1.000 đồng. Mặt trước thì nó cũng như nhau thôi, dinh độc lập thôi, không có khác gì hết. Rồi 50 đồng 1972 nè, 50k một tờ. 100 đồng 70k. Anh em nào mua nhắn qua Zalo giúp Tèo, số điện thoại thì Tèo có để trên phần mô tả ha. Tiếp theo bộ 1969 đi, gồm 6 tờ 20 50 100 200 500 và 1.000 đồng. Đây là trọn bộ 1969 ha. Bộ này cũng vừa phải thôi, không được mới, tầm khoảng 70% thôi. Rồi giá bán ở những cái tờ này thì tờ này nó hơi bị ố nhẹ, ố ha, chứ là cũng bị gấp rồi, gấp nhẹ rồi, cũng không có đẹp lắm, cho nên tài bạn có 20.000 một tờ thôi. Đây 500 đồng, 20k. Rồi tiếp theo là 20 đồng. Những cái mẫu này thì tài bán tới 50k một tờ. Những cái mẫu này hàng mới ha, hàng cũ bây giờ cũng 30-40 ngàn rồi, không có rẻ hơn đâu cả nhà. Rồi đến 50 đồng, tờ này thì nó bị gấp giữa ha. Anh em nào lấy thì tài để đâu, thường thường những cái mẫu này hàng mới thì tài bán 50, nhưng mà những cái hàng này thì 20 cho nó bằng giá của 500 đồng đi.
rồi đến 100 đồng 70k, có 4 cái lỗ kim hai bên nè, chứ là bị gấp rồi, rất nó hơi nặng ha, 70k thôi. Tờ 1.000 đồng 30k một tờ ha, cũng bị gấp rồi. 200 đồng tại bán 180.000 một tờ, bị gấp giữa, bị gấp giữa ha, anh em lưu ý giúp tèo ha. Đấy, anh em có thể mua trọn bộ về cộng tiền lại thôi đó. Tèo thì tèo đọc giá sẵn từng tờ rồi, anh em có mua thì cộng tiền lại thôi, đi vô cái tờ giấy giúp tèo ha. Ở đây tèo cũng có trọn bộ 1955 nè, của bộ Việt Nam Cộng Hòa. Thì ở đây có 1 đồng, 2 đồng, 5 đồng, 10 đồng, 200 đồng và 500 đồng. Đấy, những cái mẫu này thì lúc nào tèo, khi bây giờ hàng mới nhiều nè, bây giờ tèo cũng hơi khá khá rồi, khá là nhiều. 1955 lúc trước thì hơi ít, nhưng mà đợt này thì nó cũng nhiều ha. Đây, đây. Còn tờ con công này lát nữa tèo quay ha, công Pháp. Công Pháp đó nó cũng ngang ngang bằng giá cái tờ đợt trước tèo bán ha, cũng không có rẻ hơn. Rồi, tờ đầu tiên 1 đồng 80k. Đấy, bộ 1955 bên đợt đầu luôn ha. Bộ tiền của Việt Nam Cộng Hòa. Tờ này thì tèo đọc giá từng tờ thôi, 80 nè. 2 đồng 70k. 2 đồng chỉ có 70.000 thôi. Còn em nào thấy mắc thì có thể lựa chọn những cái nơi khác mua ha. Rồi, đến 5 đồng 70.000. 5 đồng này cũng 70 nè, không có khác gì hết. 10 đồng 1A 150.000, tờ này cũng khá là mới luôn. Anh em thích mua tờ cũ thì tèo bán, nó có thêm một loại là 70.000 với loại 120.000. Anh em mua thì tèo sẽ chụp hình qua bên Zalo cho anh em xem ha. Rồi, tiếp đến là 50 đồng 350.000. Rồi, đây là tờ 20 đồng xe bò. Tờ này nó hơi bị mắc nha, hơi mắc hơn những cái tờ video trước. Những cái tờ video trước thì tèo vẫn còn luôn, nhưng mà cái tờ này nó hơi bị mắc là 450.000 một tờ. Anh em lưu ý ha, 450.000 một tờ. Cái tờ video trước tầm 350, 250 cũng có, vẫn còn hàng, anh em mua luôn, cho anh em mua ha, vẫn còn hàng video trước nha. Rồi, 100 đồng mấy cây chỉ có 120.000, 120.000 một tờ. Ép bảo quản có hai cái lỗ kim nha cả nhà, có lỗ kim khá là nhiều ha. 100 đồng mấy cây. Rồi, đến 200 đồng. Thì cái tờ này thì nó hơi bị mắc ha, 2 triệu, không có rẻ hơn. Rồi, 500 đồng 850.000. Ở những cái tờ này nó hơi bị cũ, nhưng mà đợt trước lấy giá khá là cao. Những cái tờ đợt trước tèo mua giá khá là cao, nhưng mà cái hàng này là không được quyền đổi trả lại luôn, lỡ mua rồi phải ôm, bán giá cao một chút. Rồi, tiếp theo nè, con công Pháp, y như con công của Việt Nam ta luôn. Đây, so sánh hai con công thì chỉ có cái chữ là nó khác nha. Cái này là 20, rồi cái mệnh giá này có 5 thôi. Đấy, nhưng mà cái hình của nó rồi bóng chìm cũng y chang luôn, hình đội khăn đóng nha. Rồi, tiếp theo là mặt trước cũng bên Nokia luôn. Rồi, thời này thời Pháp nè, công này thuộc kêu gọi là công công Pháp, còn cái này công Việt. Đấy, công Việt ở đây nó để chữ 5 bạc, này là công Đông Dương, còn cái này là công thời Pháp, là ở bên Pháp, được sử dụng bên Pháp. Còn công này ở Đông Dương, ba nước Việt Nam Lào. Đấy, 750.000 một con công Đông Dương ha, anh em có thể đặt hàng. Thì ở những cái tờ này nó hơi bị gấp thôi đó, bao ship 750k, bao ship hàng toàn quốc, được kiểm tra hàng trước khi nhận. Đấy, còn đúng một tờ thôi. Lúc trước cũng có một người dặn, nhưng mà nếu mà có mua thì tại vì cái tờ này nó hơi bị cũ, nhưng mà cái giá nó cũng không có hề rẻ, cho nên không có inbox bên Zalo, thôi đăng bán luôn. Rồi, những cái bộ này thì cũng đã có quay sơ qua rồi. Thì cái tờ 100 đập thủy điện nhà Opera nè. Đấy, tờ này thì nói chung là cũng có lỗ kim 150k. 1 đồng thì chỉ có 40k một tờ. 1 đồng mấy cây ha. Bóng chìm là hình bụi trúc. Những cái tiền này là của Việt Nam Cộng Hòa ha. Nó có để là Ngân hàng Quốc gia Việt Nam nè. Ở những cái tờ này 350 lần, không rẻ. Rồi, 500 đồng nè. Lân đấu 150. Có gấp ha. Bóng chìm là hình đầu con rồng ha.
Cái này bóng chim là hình Ngô Đình Diệm. Những cái tờ này thì quay muốn nát cái YouTube rồi, 2 triệu 2 một tờ. Tờ này 1942, 1 hào 1942. Nói chung là cũng còn hàng bảo quản sẵn rồi, còn khá là đẹp. 10 cent. Bên đây là cặp phụng ha, 50k một tờ. Rồi để quay tờ này luôn, 5 đồng gò mối, chữ ký rít. Nói chung là cũng có lỗ kim này nọ, cũng bị tưa tưa cái viền chút xíu, 120.000. 10 đồng ăn co vắt, bị lỗ kim. Tờ này thì lúc trước cũng có đăng bán rồi, 120. Tờ này bị tét đôi rồi. Tờ này là 350, 5 hào 1958. Tờ này nó hơi cũng khá là rẻ rồi, cũng không không mắc lắm. Tờ này cũng vậy luôn, 350. Bị tét cái góc chút xíu ở đây, do bị kéo cắt á, do lúc khui hàng cắt cái kéo qua ăn cái là mắc, chứ không để cái kéo là tầm khoảng 450, 500 một tờ là bình thường á. Không không có bị cắt một đường chút xíu ở đây là 450 một tờ này á. Mà lỡ cắt đâu cắt chút xíu rồi thì bán 350. 2 đồng 1958. Những cái tờ này thì nói chung là nhìn cũng khá được, 150.000. Lát nữa tèo quay cái thùng cho anh em xem. Ở những cái thùng tiền của tèo thì nói chung là cũng khá khá là nhiều rồi, rất là nhiều luôn. 5 đồng. Tờ này bị tét cái góc chút xíu ở ngoài viền ha, nhưng mà những cái mẫu này thì 120, 5 đồng, hơi bị tét chút xíu thôi. Nói chung là hàng phơi, hàng này nọ đâu cũng chơi tạm được, khá là ok á. Bây giờ chỉ có táo, lư cũng có luôn. Lư thì đều sẽ quay cho anh em xem cái tờ lư cũ trước đi, tờ lư nào rẻ rẻ thôi. Tờ lư này thì tầm khoảng 1 triệu 3, 1 triệu 300 ngàn. Nó bị cái vết băng keo dán này. Ở đây cũng vậy luôn, ở đây có lỗ này. Đấy, đấy, anh em nhìn rõ hơn ha. Đây nó bị những cái lỗ kim với lại ở đây dán băng keo chút xíu thôi, ở đây cũng chút xíu thôi. Đây nhìn mặt sau nè, cũng còn khá là đẹp luôn. Bóng chìm là hùng cũng khăn đóng luôn, nhưng mà bị lỗ kìa. Ở đây cái lỗ, đây lỗ nè, ở đây chút xíu cái lỗ nữa. Nói chung là 1,3 triệu thì cũng khá là rẻ, khá rẻ ha. Những cái tờ lư hiện tại là không có dưới cái tờ nào mà rẻ hơn, đều bán tới 1,6 triệu, 1,7 triệu không. Rồi tiếp theo, tờ này thì có ký tên giống giống chữ Tony chút xíu, Tony Tèo, nhưng mà không phải. Nhưng mà mua là có sẵn rồi ha. Tờ này nói chung cũng còn khá là ok, nhưng mà nó hơi bị vá cái góc chút xíu ở ngoài viền thôi, còn ở trong cái hình là nó không có ảnh hưởng gì hết ha. Chỉ đúng vá cái góc viền này chút xíu nè. Nè anh em thấy cái lằn chút xíu ở ngoài viền không? Không có ảnh hưởng gì đến ở trong tờ tiền ha, chỉ có ngoài viền thôi, khúc này thôi. Rồi, còn bộ là ok, rất là đẹp. Tờ này nói chung là cũng còn khá là ok, khá là đẹp. Màu sắc cũng vậy luôn, rất là đẹp luôn. Màu sắc còn đậm nét, không có phai gì mấy. Đây là những cái tờ 100 bạc Đông Dương thời Pháp thuộc, do thời của công tử Bạc Liêu sử dụng. Thì giờ ở những cái tờ này nó hơi hơi bị mắc chút xíu. Rồi anh em nào lấy liên hệ tèo, 1,5 triệu, khá là ok ha. Chỉ có 2 tờ thôi, 1 tờ 1,3 triệu, 1 tờ 1,5 triệu. Rồi thì 30 đồng cũng vậy luôn, thì có 2 tờ, nói chung là cũng liền số 2 tờ thôi. Đây 03 với 04. Cái tờ này thì giá cũng hơi bị chua chút xíu. Hiện tại là tìm không có để cái hàng nào mà rẻ hơn hết, 500k một tờ. Ở những cái tờ này lúc trước á, tèo nhập tầm khoảng 550 thì có thể là bán 600 luôn. Nhưng mà đợt này nhập chỉ có 400 mấy thôi, nhưng mà bán 500. 550 thì cũng được, nhưng mà không thích bán 550, bán 500, chỉ có 2 tờ ha, liền seri. Đấy. Anh em nào đặt thì liên hệ tèo ha. Nhớ nha, hơi bị mắc chút xíu cho nên em có thể yêu cầu chụp hình để tham khảo trước. Thì những cái tờ này thì bóng rồng nè, tại bán tới 850.000 lận, hàng phơi sẵn rồi. Khúc này nó hơi bị ố chút xíu thôi, Nguyễn Huệ bóng rồng ha. Rồi ở những cái tờ này thì 250 một tờ,
gánh muối. Đây, 100 đồng vàng, tiền pháp thuộc Đông Dương tới giờ mà nó hơi cũ thôi, có lỗ kim. 250 một tờ. Năm hào bông lúa, hai bên đây là hai cái đầu con rồng. Rồng mà rồng kiểu khá là ok, khá là đẹp. 120.000, hơi mắc chút xíu. Nói chung là giá cũng tạm tạm được. 20 đồng xe bò, tờ nãy thì nói chung là cũng mấy trăm, thì tờ này chỉ có 200.000 thôi. Hơi cũ, hơi nhăn, hơi ố luôn. 10.000 đỏ, hoa hậu tiền giấy Việt Nam, 70.000 một tờ, chất lượng tầm khoảng 70%, có gấp. Cái tờ không gấp thì tài quán tới cả 100.000 một tờ rồi. 1.000 đồng, 1951. Tờ này thì tài quán 90k. 50 đồng, 1985. Những cái tờ này thì 70.000 một tờ ha. Một hào. Tờ này nó hơi bị đẹp, nói chung là cũng còn khá là ok, khá là đẹp ha. 100.000 một tờ, 1958. Hơi bị mắc chút xíu. Năm hào 1985, hồi nãy giờ cũng quên. Quên xét cho nó rõ là chút xíu ha. Tờ này 120. Tờ này 120 luôn. Rồi, năm hà 2 hào 1975 sẽ thuộc rầy. Cái mẫu này thì 120.000. Có những cái mẫu mới tới 150 một tờ lận ha. Năm hào 1976 50.000. 20 xu. Hàng phơi sẵn thì 60.000. Không có hàng phơi, hết hàng rồi. Cũng còn những cái hàng cũ nhưng mà không biết dục ở đâu, cũng còn khá khá là nhiều á. Rồi. 100 đồng vàng, cái này là gọi là gánh dưa, 40k. Những cái tờ này còn khá là đẹp luôn ha. Rất rất là đẹp luôn, chưa gấp, chưa qua sử dụng luôn. Chưa hề gấp luôn, khá là đẹp. 50 đồng, 1985. 40k. 5 đồng thì 30.000. 20 đồng thì 40 bằng tờ 50 đồng, nó hơi bị đẹp luôn á. Còn rất là đẹp luôn ha. 1 đồng 20k một tờ. Còn khá là ok. Rồi, tiếp theo là quay những cái tờ 10 xu tím thì ủy ban 1964 10 xu tím ha, ủy ban 100. Voi kéo gỗ 120.000. 50.000 1994, chất lượng thì tầm khoảng 70%, 90k một tờ. Con lân thì 120k, nó hơi bị gấp gấp rồi ha. Gấp nhẹ, nhìn cũng khá là ok. 1 đồng con lân, 1953 thì phải, 53 54 gì đó, nói chung là cũng hơi thoáng thoáng thôi. Lâu quá không nhớ. Lâu quá không có coi sách á. 10.000 1990, 450. Thì nói chung là những cái tờ này thì cũng không có hề rẻ hơn được nữa. 20.000, 250. Rồi, tiếp theo là 20.000. Rồi, quay 10.000 đỏ. 10.000 đỏ trước đi. 40k một tờ, 10.000 đỏ cũ. Tờ 20.000 này cũng vậy luôn, cho 40 đi. Rồi, tiếp theo, tờ 20.000 mới. Còn đúng tờ à, bán 80. Thường thường là những cái tờ mà hàng nhập tép á, tầm khoảng 2 loại này nè, ta bán tới 100 lận nhưng mà hết hàng rồi, không còn tờ nào hết, bán hết rồi, bán tới 100.000 một tờ lận ha, cũng không có hề rẻ hơn được. 10 đồng 1985, 40k. 2 đồng 1985, 30.000. 1 đồng 1958, 60. Ở hai bản mẫu này 10 xu 1939 thì anh em nó có hai màu ha. Cái tờ này thì nó hơi bị tróc, tróc ở trên chút xíu nha cả nhà. Những cái tờ này thì tài bán 50.000 một tờ thôi. 10 xu 1939. Những cái tờ này là thời Pháp thuộc tới giờ ha. Nói chung là cũng hơi bị ố rồi. Hơi ố nhưng mà cái giá 50.000 là cái giá khá là rẻ luôn ha. Ép bảo quản sẵn cho anh em luôn nè. Còn anh em có thể nếu mà chê mắt thì có thể lựa chọn những cái nơi khác mà mua cũng được, không cần phải trả giá. Tèo rất là ghét trả giá luôn á. Có những vị khách mà ghé trực tiếp mà xem mà trả giá thì tèo sẽ đuổi về khá là mấy người rồi. Mấy người luôn á.
Tèo không muốn trả giá, tại vì nếu mà tèo bớt được thì tèo sẽ bớt thôi. Còn anh em có thể có bớt được nhiêu không? Nếu mà anh mua nhiều, ok thì tèo sẽ, nếu mà bớt được thì tèo sẽ bớt ha. Rồi, những cái tờ này 50.000 một tờ. 2 hào 1942. Còn mặt sau thì những cái bông lúa thôi, cũng không có gì đặc sắc lắm. Mặt trước là hồi nãy là 10 xu là hình con cặp phụng ha. Cái này là cặp rồng. Uốn lượn xung quanh ha. Rồi. Tờ này giá bán là 1,5 triệu, nhưng mà cái giá của người ta bán, còn người ta gửi tèo. Cái này hàng ký gửi, đúng cái tờ 50 đồng này luôn ha, hàng là hàng ký gửi. Rồi. Quay cận cảnh. Cực lỗ kim không? Không có một cái lỗ nào luôn, nó hơi bị ố ngay chỗ cái góc thôi. Hơi bị ố ngay chỗ cái góc này nha. Rồi, còn khá là đẹp luôn. Những cái tờ này thì nói chung là hàng này đó tầm khoảng 1 triệu mấy một tờ là bình thường cả nhà. Tại anh em chưa chơi hàng đẹp lắm. Cái tờ này 1 triệu mấy, nếu mà hàng cũ cũ rồi rồi như vậy nè, 1 triệu mấy là bình thường. Rồi, 800.000 một tờ. Anh em nào mua liên hệ tèo. Còn anh em thích cái hàng cũ hơn á, tầm khoảng 350, 450 thì tèo vẫn còn. Nhưng mà cái tờ này 800 cũng không có bớt được ha. Nói chung cái tờ này cũng hơi hơi mắc, nhớ cộng 30.000 ship nữa ha. Không có bao ship nữa. 800 là không bao ship. 20 đồng. Cá hoa long. Bóng bóng rồng ha. Bóng chìm là hình đầu con rồng, có kim bạc bảo an, cho nên anh em nào mua thì liên hệ tèo thôi. 150.000 lận. Bữa nào kiếm cái hàng cũ thì tèo sẽ quay bán ha. À, những cái mẫu này thì cũng vậy luôn, cũng giá 40 luôn. 1 đồng 1964. 1 đồng lớp học ha, 40.000. Những cái mẫu này tèo bán 40 rồi, anh em mua quanh năm luôn cũng chưa hết hàng nữa. Nhưng mà những cái có một số mẫu là tèo hết hàng thiệt. Cho dù nó nhiều lúc tiêu bản luôn, vẫn hết hàng, không có hàng để bán luôn. Thôi, tiếp tục quay thêm một bộ một hào nuôi heo 100k, hơi cũ, có gấp. Bộ tướng thì cái bộ tướng này thì tướng tèo còn khá là nhiều, nói chung là những cái hàng mới còn khá khá là nhiều ha. Từ Lê Văn Việt, một cuốn album tầm khoảng Nguyễn Huệ cũng còn khá là nhiều luôn. Lê Văn Việt, Nguyễn Huệ, Trận Đạo gì cũng còn nhiều lắm. Một cái hàng mới 100% thì không có, nhưng mà cái hàng 50-60% thì còn cả một cuốn album 200 đồng này, tài bán tới 750 ha. Cái này là bóng rồng nha cả nhà, bóng rồng hả. Có một tờ hôm bữa tài quay video trước hình như bị giá là 550 một tờ. Rồi tờ này Trận Đạo, Trận Đạo này thì anh em nào lấy thì có gấp rồi ha, 50k một tờ, 20 đồng. Tờ này lúc trước rồi cũng có quay một lần rồi, do nó bị tét nè, bỏ vô cái này. Nói chung là ép bảo quản thì cũng được, cũng chơi tạm được. Nó bị tét cái góc chút xíu nè, tét cái góc nè, mà bỏ vô đây quay không thấy đâu, chứ lôi ra quay mới thấy được. Tờ này 150 bao ship thì được, nói chung tầm khoảng 120.000, anh em tự lấy ha, qua lấy cũng được, ghé tay qua lấy hàng thoải mái ha. 5 đồng 70k 1958, hàng cũ hơi tẹt chút xíu, nói chung là cũng hơi bị rẻ rồi đó. Cái tờ này thì hình như có quay rồi thì phải. 50 đồng dây leo. Tờ này bị vá khúc trên mà không nhớ nhiều nữa. Bị vá nữa. Tầm tầm đâu đó hình như 250 quá. Nói chung là tầm khoảng 250 300 gì đó, không nhớ lắm. Có một tờ mới nữa, 350 một tờ, có tờ 4 350, 350. Những cái mẫu này thì 70, 500 đồng, nó hơi bị tét cái này nè cả nhà, hơi tét ha. Đây, cái này thì bị mất chút xíu, thì anh em nào lấy cái tờ này còn khá là ok, khá là đẹp luôn á. 100 đồng nè, 120.000, 500 đồng 1985, hồi nãy giờ quay chắc trọn bộ cũng trọn bộ 985 rồi đó. Có luôn 30 đồng 85 đó. Cái tờ này anh em nào lấy thì nói chung cũng còn khá là đẹp, nhưng mà nó hơi bị, nhớ ha, tét nè. Cái này nó bị mẻ chút xíu cái góc nè. Rồi. 80 ngàn. Cho qua cho nó lẹ. 20 đồng 1976, tờ này 120.
Rồi ở những cái tờ này, nãy quay cái tờ mới thì tới 70k một tờ, nhưng cái tờ này thì có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tờ, 6 tờ nhân 50, 6, 5, 300k. Ừ, cái này là mua chưa để ý nha cả nhà. Đây, bị tét nha. Rồi, chữ 20. Tính bán 5, 50 ngàn một tờ. Nhưng mà 6 năm 300. Đây, 6 nhân 5 300. Còn có 208 mà, trừ 20 coi như tờ này 30. Vậy thôi cho nó dễ. Thường Facebook thì mới bán số lượng. Facebook đa số là bán số lượng khá là nhiều. Còn bán lẻ thì trên các nền tảng xã hội thì tao mới bán lẻ ha. Còn em lên Facebook tao cũng vậy à, nhiều lúc đăng giá cao lắm, mua không có được đâu. 20 bạc tờ này thì hơi bị mắc, hơi mắc ha. Bị tét nè. Tét cái lỗ này nhưng mà tét cái góc này rồi lủng lỗ kim bự. Nhưng mà ép, nếu mà thuộc dạng là ép vô cái phơi á, em có thể yêu cầu ép phơi, tèo dẫn ép cho anh em ha. Ở đây thì nó không có bị mất, nói chung cũng còn thịt nè. Ép vô là mình ép ra thì nó không có cái lỗ này, không thấy cái lỗ này luôn, do nó bị gấp vô thôi. Tờ này anh em nào lấy thì lấy thôi, hơi hơi mắc chút xíu, 450. Tại vì hàng ký gửi cho nên tèo không 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 có bớt được cả nhà. Những cái từ lư này thì lộn, cái từ thành thái này đợt trước tèo cũng đã có quay rồi thì phải, cũng hàng ký gửi nữa, hàng ký gửi hoài luôn. Nói chung là cũng quay khá 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 là nhiều rồi. Rồi video này chắc xin chào tạm biệt anh em ha. Để video sau thì tèo sẽ soạn ra một ít nữa hàng rẻ rẻ chút xíu. Rồi xin chào tạm biệt ha.